Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, cảnh báo vỡ đập là có thật. Dân Trung Quốc lần lượt ồ ạt di chuyển về biên giới. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của giới cầm quyền Bắc Kinh, lượng di dân do ảnh hưởng thiên tai tại miền đông Trung Quốc với lũ lụt gây sạt lở rất nghiêm trọng tại các ven sông, hồ, đường xá, khiến dân Trung Quốc phải xách ba lô di chuyển về thủ đô Bắc Kinh để trú ẩn lánh nạn. Theo đó, cứ như vậy đã có hàng triệu người dân Trung Quốc mù quáng ngay theo đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến về biên giới Lào để xin trú ẩn. Nhưng trời trêu thay, đó là toàn lời xào trá của giới cầm quyền Bắc Kinh. Theo giới cầm quyền yêu cầu dân Trung Quốc rời khỏi biên giới, vùng biên và trở về nước tránh gây mất trật tự an ninh. Kính thưa quý vị khán giả, siêu bão số 2 sau khi hoành hành tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông, sau đó cơn bão đã mạnh lên đổ bộ vùng biển phía Đông Trung Quốc, khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận Độc Đầu, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 14. Tại vùng biển phía đông bắc của quận Độc Đầu, tỉnh Chiết Giang vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, ban kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 12, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Cơn bão số 2 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn HD của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất khiến khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng chỉ trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 2 gây nên lên tới 17 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Khi đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng ngày thứ 6, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, bị phá hủy hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 2 gây ra đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp tại 4 tỉnh nước này là nặng nề nhất với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn. Ước tính lượng mưa xuống tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông và đông nam Trung Quốc đo được từ 300mm đến 500mm. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch tại các thành phố cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang. Toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa. Giao thông bị đình trệ do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt, xe buýt đã ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ ở những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi bão lụt. Một chiếc xe buýt đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu. Ở tỉnh Sơn Tây, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ, làm hư hại 190.000 hectare đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin các ngôi làng bị nước lũ tràn vào, khiến người dân mắc kẹt và gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên không cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tượng xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc mất tích vẫn chưa được công bố. Tờ báo Hoàn Cầu tuần trước đưa tin rằng 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong một trận động đất hôm thứ Ba trong số hơn 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ.
có 60 mỏ khai thác than Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than vì giá cao kỷ lục, khiến cho các nhà chức trách yêu cầu gia tăng sản lượng than ở các khu vực khác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Phần đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh Sơn Tây ghi nhận lượng mưa trung bình 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh, trong đó 18 thành phố ghi nhận lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm ngoái. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có mưa và thời tiết sẽ lạnh hơn trong những ngày tới. Hào Nan, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thiên tai cho biết phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm nay, nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hào đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông Hào nói trận mưa xối xả ở Sơn Tây là đợt mưa bất thường thứ 3 trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc trong năm nay. Hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng này. Hồi đầu tháng, các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm nước hồ tràn, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều thành phố. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở Kinh Châu, nơi lượng mưa hơn 600mm, tương đương với lượng mưa trung bình một năm. Trung Quốc hứng chịu thảm họa kép đau đớn đang khủng hoảng than thì lũ lụt ập đến làm mất luôn 60 mỏ. Reuters cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng này đã ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó nền kinh tế số 2 và là nhà sản xuất hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến sẽ chịu tác động lớn đến hết năm nay, khiến nhiều công nhân bị thất nghiệp. Dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Trung Quốc tràn qua Đài Loan để tìm kiếm công việc làm ăn, cũng như chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ ở Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 7, Hải quân Trung Quốc bất ngờ rút hết các tàu chiến các loại trong lãnh hải mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên các đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp. Chúng đang khẩn cấp di rời các loại vũ khí tối tân như tên lửa đất đối không, máy bay vận tải quân sự và một số loại radar phát sóng. Tất cả những loại vũ khí này được đưa về đảo Hải Nam thuộc căn cứ quân sự tàu ngầm Hải Nam. Đây là một động thái khó hiểu của Hải quân Trung Quốc mà chưa có một tờ báo nào đưa ra một lời bình luận có độ tin cậy cao. Dường như tất cả báo chí nước ngoài đều cho rằng Trung Quốc vội vã di rời các loại vũ khí ở Biển Đông nhằm mục đích bảo trì, sau đó lại tiếp tục chuyển ra các đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lấp trong những năm qua. Có thể nhân cơ hội đó, chúng sẽ tăng cường chuyển vũ khí trên Biển Đông với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, tờ báo NHK của Nhật Bản số ra ngày hôm nay đã bác bỏ những sự đoán trên, với lập luận rằng nếu Trung Quốc muốn bảo trì vũ khí thì chúng đưa nhân viên kỹ thuật ra các đảo đá nhân tạo bảo trì, chứ đâu cần mất công phải khiêng trở về đất liền. Còn chúng muốn vận chuyển vũ khí nhiều hơn thì đâu cần phải di chuyển như vậy, hao tốn tiền của. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!